đích của game là chúng ta phải duy trì được vương quốc lâu nhất có thể nhá con nhá. À, thì khi chúng ta trị vì vương quốc thì chúng ta sẽ có 30 khách đến ghé thăm. Mỗi khách đến sẽ đưa ra một yêu cầu. Nào bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ trả lời câu hỏi để gặp khách đã nhé. Nào, thì một vương quốc sẽ có đầy đủ 4 yếu tố sau. Yếu tố đầu tiên là hình cái cây, có nghĩa là các nguyên liệu của vương quốc. Yếu tố thứ hai là con người của vương quốc. Yếu tố thứ ba là mức độ hạnh phúc. Yếu tố thứ tư là tiền vàng của vương quốc. Thì mỗi một lần con trả lời đúng một câu hỏi, nó sẽ có một khách đến thăm. Đấy. Và khi con tùy thuộc con trả lời yes và no với yêu cầu của khách mà 4 yếu tố này sẽ thay đổi. Thì nhiệm vụ của con là phải duy trì không được cho yếu tố nào về không. Nếu một yếu tố bất kỳ về không thì game sẽ over. Được chưa? Ví dụ bạn đầu tiên này. Bạn có nghĩ là tôi có thể được thêm cỏ không? Thế nếu chúng ta bấm yes thì cái yếu tố này sẽ mất đi này. Đấy, và yếu tố vui vẻ của con ngựa nó tăng lên. Nên các con phải cẩn thận nhé. Nào, thử câu số 2 nào. Đấy. Hãy cho tôi một vài các nguyên liệu và vàng. Tôi sẽ xây các cái công viên giải trí. Thì nếu ở đây mà mình bấm yes thì hai yếu tố này nó sẽ xuống và yếu tố này sẽ tăng lên. Ở đây cô sẽ chọn no thì yếu tố này sẽ giảm này. Đấy, nhưng mà chúng ta sẽ không ảnh hưởng đến hai yếu tố còn lại. Nên các con phải đọc rất kỹ các câu hỏi để có thể cân bằng giữa bốn yếu tố này, được chưa?